Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube của Sơn Hề Dài. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt bộ đồ nữ. Đây là mẫu của chị Thơm Hồ có gửi cho mình. Mẫu quần cạp chun và áo là áo cổ tim trồng. Tay này là tay cánh tiên. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt quần trước nhé. Ở đây mình cho thông số này. Đầu tiên các bạn sẽ kẻ cho mình cái phần dài quần trước. Sau khi các bạn kẻ được dài quần, các bạn sẽ lấy cho mình từ dài quần để xuống hạ gối 54 này. Các bạn sẽ kẻ phần hạ gối vào đây cho mình. Tiếp đến các bạn sẽ lấy cho mình phần hạ đũng. Hạ đũng sẽ bằng 1 phần 4 bằng mông cộng với cả 4 phân. Mông 90 là 22 rưỡi cộng 4 là 26 rưỡi này. Từ dài quần các bạn lấy xuống 26 rưỡi cho mình. Kẻ phần hạ đũng vào đây. Từ hạ đũng các bạn lấy lên cho mình 7 phân làm hạ mông. Chừa cho mình một thước vào đây. Các bạn sẽ tính cho mình phần ngang đũng từ cái đường này để ra sẽ bằng vòng đùi chia 2. Các bạn sẽ cộng với cả 1,5 cho đến 2 phân cho mình. Đùi 52 là 26. Đây mình sẽ cộng với cả 2 phân là 28 này. Từ đây lấy ra 28 phân cho mình. Chia đôi. Các bạn đo thẳng canh từ điểm chia đôi này ra mép. Được bao nhiêu thì lấy thẳng canh này. Sau chúng ta sẽ kẻ cái đường tâm ly quần ra đây. Tiếp đến phần ngang ngang gối và cả ngang ống này nhá. Thì các bạn sẽ lấy nhỏ hơn cái phần ngang đũng. Có nghĩa là chúng ta đo từ phần tâm ly này ra phần ngang đũng này. Được bao nhiêu các bạn sẽ lấy nó nhỏ hơn tầm 2 phân rưỡi cho mình. Ở đây mình đo được là 14 phân rưỡi. Thì từ đây các bạn sẽ lấy ra là đây là 14 phân chứ. Các bạn sẽ lấy ra nhỏ hơn 2,5 là 11 phân rưỡi. Các bạn là muốn mặc ống nó to hơn thì các bạn sẽ lấy đoạn này to hơn nhé. Hai phần này bằng nhau. Sau các bạn sẽ nối lại với nhau này. Phần bên này các bạn sẽ lấy đối xứng sang. Chúng ta chưa vẽ phần này vội nhá. Tiếp đến phần cửa môi, các bạn sẽ lấy từ phần ngang đũng lấy vào cho mình là 3 phần rưỡi. Sau phần này các bạn sẽ lấy thẳng canh lên này, đánh dấu một điểm vào đây. Lấy đoạn này sẽ ngắn hơn tầm 1 phân cho 1 phân rưỡi cho mình. Giống thẳng canh, xong lấy vào 1 phân rưỡi. Đối lại với nhau này. Vẽ phần vòng đũng ra đây. Tiếp đến phần ngang mông, các bạn tính điểm này lấy ra ngoài này sẽ bằng 1 phần 4 vòng mông cộng với 1 23 rưỡi này. Sẽ lấy được vào đến đây nhé. Sau đó các bạn sẽ lấy thẳng phần ngang bụng bằng cái phần ngang mông này, lấy thẳng lên này. Nối điểm này vào đây nhé. Chỗ này các bạn có thể đánh nó hơi chéo đi một chút.
Đó. Các bạn sẽ hạ cho mình cái bảng cạp. Bảng cạp chun thì mình sẽ lấy tầm khoảng 4 phân nhá. Thì các bạn sẽ hạ bảng cạp là 4. Từ dài quần các bạn lấy xuống cho mình 4 phân. Sa bụng cho mình là 1. Đó. Giờ mình sẽ cắt ra để vẽ phần sau này. Bụng các bạn chừa ra 1. Còn đũng chừa ra 1. Sườn 1 phân rưỡi. Cái này cũng 1 phân rưỡi này. Sau sau các bạn sẽ dâng cạp lên cho mình là từ xa bụng, các bạn dâng cạp lên cho mình là 2 phân, 2 phân rồi đến 2 phân rưỡi nhé, các bạn nối ra điểm này. Ngang mông này hạ bằng nhau này, hạ đúng thân sau sẽ thấp hơn thân trước 1 phân, hạ gối bằng nhau, tố này bằng nhau. Ngang đúng thân sau thì các bạn sẽ lấy từ phần sườn của thân trước này lấy ra cho mình là 4 phân rưỡi cho đến 5 phân thì mình lấy ra 2, lấy ra 2 phân. Phần xương bên này các bạn lấy ra 2 phân đều cho mình nhé. Sau chúng ta sẽ nối lại với nhau. Bỏ thân trước ra, chúng ta sẽ kẻ lại các đường này. Tính như mình phần ngang mông của thân sau sẽ bằng ngang mông thân trước cộng với 1. Thân trước là 23 rưỡi, thân sau sẽ 24 rưỡi này. Từ này các bạn lấy ra 24 rưỡi nhá. Các bạn đo thẳng canh này, từ điểm này ra mép 27 rưỡi, ta lấy 27 rưỡi thẳng ra bên này và sau đó lấy vào 1 phân cho mình, cho này nó sẽ thành một đường chéo nhé, cho này thành gần như một góc vuông. Còn vẽ bằng đũng này vào đây. Bạn sẽ kiểm tra cho mình cái phần bụng này nhé. Đo thân trước với cả thân sau được bao nhiêu này. Trước là 22 rưỡi. Đặt tiếp vào đây. Cho đây được 46 rưỡi này. Các bạn sẽ nhân đôi lên. Đây sẽ bằng là 93. 93. Nó sẽ phải lớn hơn cái phần vòng mông của mình nhé. Mông mình 90 thì đây 93 là ok. Tối thiểu nó phải bằng cái phần vòng mông để khi các bạn lồng chun vào và các bạn khi mặc thì nó phải chui qua được cái mông. Chưa? Đó. Tiếp đến mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cắt cái độ dài chun. Độ dài chun thì các bạn sẽ cắt bằng vòng bụng
trừ đi cho mình tầm khoảng 4 phân. Ví dụ bụng là 70 trừ đi 4 66, thì các bạn sẽ cắt cái dây chun là dài 66 nhá. Tiếp đến phần dây bọc chun, có nghĩa là phần cạp đấy. Dây bọc chun thì dài sẽ bằng cái độ dài của phần cạp mình đo được ở đây này là 93 nhá, độ dài vòng cạp đo được cộng với cả 2 phân, 93 cộng với 2 bằng 95 phân. Rộng này sẽ bằng bản chun nhân 2 cộng với 2 phân. Bản chun mình cho là 4, các bạn nhân 2 cộng thêm 2 thì sẽ bằng 10. Khi đó các bạn sẽ cắt cho mình một cái dây vải bề rộng là 10 phân và chiều dài là 95 phân. Chưa? Ngang nha. Sau đó các bạn sẽ may. Khi các bạn ráp hết được vào cái phần quần rồi, chúng ta làm cạp thì các bạn sẽ may lộn cái may bọc cái chun vào và chúng ta sẽ may bắt sổ chập vào phần cạp đây nhé. Ok, đấy là xong phần quần này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn phần áo nhé. Vẽ phần áo thì các bạn sẽ gấp đôi giấy vào cho mình vì nó là của team chồng. Đây sẽ cho thông số này, 336, bắp tay 28, dài tay là 18, dài áo này nó sẽ chỉ qua phần hạ eo của mình tầm khoảng 3 phân thôi, hạ eo là 36. Các bạn sẽ lấy này dài tầm khoảng 39-40 đi. Mình sẽ lấy 40 phân. Hạ ngực là 23, hạ eo là 36, vòng ngực 86, vòng eo 68 đi. Chưa? Bây giờ các bạn sẽ vẽ này. Để vào đây cho mình đưa trước. Lấy dài áo 40, hạ xuôi vai là 3,5, hạ ngực 23, hạ eo là 36 này. Ngang cổ 6,5, ngang vai sẽ bằng 3 chia 2 trừ đi 1. Ở đây thì nó có một phần nhún. Các bạn nhìn thấy không? Nó nhún ở đây nhá. Chúng ta sẽ vẽ một cái li banh để tạo độ nhún. Các bạn sẽ lấy hạ nách từ phần xuôi vai này xuống bằng bắp tay chia 2 cộng với 1 phân rưỡi cho mình. Chéo nách bằng ngang vai trừ đi 3 phân, trừ 3 phân rưỡi. Ngang nách bằng 1 phần 4 vòng ngực. Các bạn sẽ cộng với cả 2 phân cho mình. Ngang eo bằng 1 phần 4 vòng eo. Ở đây các bạn có thể cho phần ly vào cho mình nha. Mình cái phần này gọi là phần cộng ly, nhưng mà mình lấy phần đấy để chúng ta rút nhún.
Bạn sẽ cộng với 2 phân ly và 1,5 cử động. Sau đó các bạn sẽ nối lại với nhau này. Phần gấu này các bạn sẽ kéo dài ra. Bạn vẽ cái phần con nách vào đây cho mình. Tâm ly bằng 1 phần 10 vòng ngược này. Hạ ly banh từ đây xuống cho mình 5. Độ rộng ly banh là 3 phân. Chúng ta sẽ nối chụm hết vào một điểm đây nhé. Đây mình sẽ cắt ra. Mình vẽ thân sau này. Các bạn sẽ dâng vai lên. Sau thì chúng ta sẽ dâng vai lên làm 1,5. Hạ lách phần sau sẽ thấp hơn hạ lách phần trước đúng bằng độ rộng của ly banh nhé. Hạ eo bằng nhau, gấu bằng nhau. Các bạn sẽ lấy cái sườn của thân sau này, nhỏ hơn sườn của thân trước 1 phân cho mình. Ngang cổ thân sau là 7,5. Ngang vai sẽ bằng vai chia 2 giữ nguyên này. Chéo nách bằng ngang vai trừ đi 1,5. Sẽ cắt này ra. Hiện tại thì mình có lớp online và lớp trực tiếp nhé. Các bạn nào muốn học online có thể nhắn tin cho mình qua Facebook. Cái đường link mình đã ghi ở bên dưới phần mô tả. Các bạn nào muốn học trực tiếp thì có thể đến với cơ sở trung tâm của mình là ở số 35 Phạm Thận Duật. Mai Dịch. Cầu Giấy. Hà Nội. Các bạn có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại là 032 634 1190 nhé. Bạn nào muốn học trực tiếp thì có thể liên hệ với mình hoặc là đến cơ sở của mình ở trung tâm ở số 35 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội nhé. Bạn nào muốn học online thì có thể nhắn tin cho mình qua Facebook. Ở phần mô tả video mình đã có ghi cái link Facebook ở đấy rồi nhé. Ok, bây giờ là đến vẽ cổ này. Các bạn sẽ lấy ngang cổ cho mình tầm khoảng là ngang cổ ở đây tầm khoảng là 9 đến 10 phân. Đây là mép vuông đôi này, các bạn sẽ lấy ra 10 phân cho mình này. Các bạn sẽ lấy cho mình hạ sâu cổ cơ bản là 6,5 trước.
giống một điểm thôi. Và chúng ta sẽ lấy phần sâu cổ của cổ tim xuống là 9 phân. Từ sâu cổ cơ bản nhá, lấy xuống đây là 9 phân nhá. Kéo dài phần ở đây có cái phần dây đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây là phần gọi là cái dây buộc vào đấy bên dưới theo. Thì mình sẽ cắt rời ở phần thân này ra. Mình sẽ cho cái độ rộng của dây là 3 phân rưỡi. Chưa? Con sẽ cắt bỏ đoạn này ra. Ta sẽ lấy được cái phần tâm ly đối xứng sang bên này nhá. Cho này sang bên này đúng bằng 1 phần 10 bằng ngực. Đúng bằng tâm ly ở bên này đấy. Chưa? Sau đó các bạn sẽ nối cái phần cổ này lại với nhau này. Cho này nó sẽ hơi gãy khúc xuống đây. Đó. Các bạn đánh như này nó trơn đi nha. Giảm cổ đi 0,5 cho mình. Sau đó các bạn sẽ cắt ra. Chúng ta sẽ tạo cái đất nhún ở đây bằng cách lọc bỏ cái ly này đi. Ta sẽ gấp cái phần ly banh này lại, ẩn đi. Chưa? Chỗ này chúng ta khi sang dấu lên vải thì đây sẽ một mảnh liền nhé. Và chúng ta sẽ rút nhún nó vào. Các bạn cắt trên vải thì các bạn sẽ cắt trừ đường may và cắt cho mình làm hai miếng nhé, thân trước có hai miếng như này nhé. Vậy chúng ta sẽ có được phần đất nhún này, nhún hết này vào. Đến phần thân sau thì các bạn sẽ đặt hai cái vai này trùng với nhau để lấy được phần ngang cổ của thân sau nhé. Đó. Và thân sau thì các bạn lấy cổ tim xuống cho mình tầm 13 phân, lấy từ đường vuông góc với cả phần ngang cổ nhé. Cái hơi chéo này, đánh cong nó vào. Các bạn cắt. Ta cũng giảm cổ đi 5 ly nhé. Đó. Phần thân sau này thì chúng ta cũng phải cắt bỏ phần dây này đi, 3 phần rưỡi. Ở phần tay này là tay cánh tiên nhá. Thì các bạn có thể xem lại ở cái video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cắt tay cánh tiên rồi. Thì mình sẽ không hướng dẫn nữa bởi vì cái video này nó hơi dài rồi nhá. Các bạn có thể xem lại ở phần mình hướng dẫn vào tay cánh tiên. Thật sau thì các bạn sẽ bổ ra cho mình. Vì khi các bạn rút nhún này nó phải bằng được phần vòng eo. Từ đây các bạn lấy lên cho mình tầm 8-9 phân. Các bạn sẽ bổ đoạn này ra, các bạn viền vào. Khi mà các bạn may thì các bạn sẽ rút nhún phần thân trước này lại này. Các bạn rút nhún phần thân sau này lại. Độ rút nhún khi các bạn rút nhún xong thì nó sẽ được bằng là, ví dụ như vòng bụng và vòng eo của mình là đang là 68 nhá. Các bạn cộng với cả 6 phân cử động nó sẽ bằng là 74. Thì khi mà các bạn rút nhún cái phần thân áo này lại này. Các bạn rút làm sao để nó sẽ phải bằng được là 74 nhá. Và chúng ta sẽ cắt cái dây. Cái dây này các bạn cứ cắt dài ra bằng cái khổ vải đi.
thừa thiếu đâu thì chúng ta sẽ cắt đi sau. Các bạn sẽ gập đôi lại nha cho mình này. Gập đôi lại. Cái bản bản dây vừa nãy mình đã trừ ra là 3 phân rưỡi đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cắt là 4 phân rưỡi. Phân rưỡi. Các bạn sẽ cắt như này. Và khi mà chúng ta may được hai thân trước nó vào với nhau rồi nhá. Thân nữa chồng sang bên này này. Phần cổ này chúng ta viền vào xong thì chúng ta mới may nó chồng lên nhau. Và các bạn sẽ rút rút nhún lại nha. Khi mà rút nhún xong thì chúng ta sẽ may cái dây này, chúng ta sẽ may bắt đầu từ đây. Các bạn may một vòng ra thân trước, xong vòng sang bên này. Các bạn nhớ sẽ để dài ra tầm khoảng 20 phân, để 20 đến 25 phân. Có khi các bạn nào muốn buộc cái đằng sau nó dài nhiều thì các bạn sẽ chừa nó nhiều ra cho mình. Sau đó chúng ta mới bắt đầu may vào đây. Ví dụ các bạn chừa ra tầm khoảng 30 phân. 30 phân chẳng hạn. Thì các bạn sẽ lộn từ điểm 30 phân này ra ngoài đầu này trước. Sau đó chúng ta sẽ đặt cái điểm này vào đây. Đây. Đặt cái điểm mà chúng ta bắt đầu lộn đây. Để chúng ta may may nó vào, may vòng vào thân sang phần này. Đến phần bên này thì các bạn cũng bắt đầu lộn từ cái điểm này dài ra đúng bằng 30 phân để cho hai bên nó bằng nhau mà. Sau đó chúng ta sẽ buộc lại với nhau. Mục đích của đoạn này mở ra là khi các bạn tháo cái dây ra các bạn mới chui được. Bởi vì cái eo này đang để chúng ta mặc nó ôm được vào người thì chúng ta phải bổ cái này ra thì mới chui được nhé. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách cắt bộ đồ theo mẫu. Mẫu này của chị Thơm Mồ gửi nhé. Các bạn cảm thấy video hữu ích hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.